Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án ICO rất là thú vị. Dự án này mang tên nó là CGCX.io. Đây là một nền tảng mật mã live bảo hiểm đầu tiên của Singapore. Hiện nay thì đang trong giai đoạn nó là ICO. Bạn có thể tham gia và nhận lên tới 20% tiền thưởng. Hiện nay thì số lượng Ether đã huy động được tương đương nó là 707.024 USD. Hiện nay thì dự án này thì bạn có thể tham gia vào phần bán trước, sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 5. Vậy tức là chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là đã hết hạn về cái phần thông tin bán trước và để nhận thưởng 20% tiền thưởng này. Hiện nay thì chương trình này thì đã tăng 10 triệu đô la Mỹ và đã có cái bản thử nghiệm beta trên nền tảng exchange. Trong tháng 6 năm 2018 thì chương trình bán chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 và khởi chạy chương trình của CGCX Exchange, gửi ứng dụng dành cho thiết bị điện tử di động vân vân. Đến quý 3 năm 2018 thì sẽ khởi chạy nền tảng ICO và có công cụ bỏ phiếu. Quý 4 năm 2018 sẽ khởi chạy hợp đồng thông minh. Quý 1 năm 2019 sẽ ra mắt hợp pháp Mechat và tính năng kết hợp với Ecommy và Post. Quý 2 năm 2019 thì sẽ bắt đầu chương trình khách hàng thân thiết. Dưới đây đó là về phần rớt mắt của dự án này. Tiếp theo thì sẽ liên quan đến phần giảm giá của chương trình CGCX. Bạn hãy là nhà đầu tư ban đầu trong chương trình bán hàng này và được đăng ký với phần bonus rất là cao. Hiện nay thì nếu như bạn đầu tư sớm vào CGCX để bắt đầu trao đổi, bạn có thể dễ dàng mua mã thông báo bằng Bitcoin hoặc Ether thông qua bảng điều khiển của chúng tôi. Bạn chỉ cần đăng ký, tạo một tài khoản và bắt đầu quy trình mua hàng của bạn. Thẻ chỉ có thể rút được sau khi đã hoàn tất quy trình KYC của bạn. Thì hiện nay thì một Ether sẽ bằng 8.500 CGCX token. Ngày bán trước từ ngày mùng 1 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 5 năm 2018. Ngày bán chính sẽ là từ ngày mùng 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Mũ mềm short cap sẽ là 5 triệu đô. Head cap sẽ là 117.647 Ether. Và phương thức thanh toán, bạn có thể thanh toán bằng Ether hoặc Bitcoin. Hiện nay thì thông tin về CGCX đã có được đánh giá rất là nổi bật trên các phần công cụ đánh giá ICO như ICO Ben này, Check ICO, ICO Cup, ICO Mat, vân vân. Về thông tin ở trên nền tảng The Unitime thì mã thông báo CGCX là mã thông báo tiện ích duy nhất. Bạn sẽ cần sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng mà nền tảng trao đổi cung cấp, từ việc nhận tỷ lệ chiết khấu rộng rãi, quyền biểu quyết ICO và thanh toán cho các giao dịch và dịch vụ của người bán. CGCX cũng là mã thông báo được chấp nhận duy nhất mà bạn có thể sử dụng để thanh toán cho việc niêm yết tiền của bạn trên sàn giao dịch CGCX. Việc tham gia và trao đổi CGCX sẽ được giảm giá. CGCX token sẽ được sử dụng để thanh toán phí giao dịch cho các giao dịch được thực hiện trong trao đổi và kiếm được giá lên tới 50% trên phí giao dịch. Giảm giá này sẽ không áp dụng cho những người khác trả phí giao dịch bằng các loại tiền tệ khác. Việc phương thức thanh toán ưa thích của bạn với người bán. Người dùng có thể nhận được nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau từ các đối tác thương gia với mức chiết khấu trong khi thanh toán bằng mã CGCX. Người bán sẽ cung cấp phí giao dịch thấp hơn khi họ chấp nhận mã thông báo CGCX làm phương thức thanh toán. Hiện nay thì bạn có thể tham gia biểu quyết ICO trong nền tảng CGCX ICO. Người dùng trong nền tảng CGCX có thể bỏ phiếu cho danh sách mã thông báo bằng cách sử dụng thẻ CGCX của họ. Chúng tôi có thể dự định sẽ sử dụng 50% mã thông báo nhận được trong phí biểu quyết cho phí bảo hiểm để xây dựng thêm các biện pháp để chống lại các cuộc tấn công mạng. Việc sử dụng trong nền tảng hợp đồng thông minh của CGCX. Nền tảng của chúng tôi sẽ bao gồm các hợp đồng thông minh liên quan đến tài chính thương mại và các thỏa thuận khác một cách tự động, an toàn và minh bạch.
Mã thông báo CGCX sẽ mang lại lợi ích cho người dùng bằng cách cung cấp tiện ích để thanh toán cho các khoản phí giao dịch, thực hiện ký quỹ và thanh toán cho hợp đồng thông minh. Việc phân bổ quỹ của CGCX. Các khoản đầu tư bạn thực hiện đối với CGCX sẽ được phân bổ tỉ mỉ vào tài chính cho các hoạt động cốt lõi của sàn giao dịch, phát triển kinh doanh và mở rộng địa lý để mở rộng phạm vi trao đổi của chúng tôi. Tiền sẽ được huy động để sử dụng tài trợ cho nghiên cứu và phát triển liên tục, cho phép chúng tôi có thể cung cấp nền tảng trao đổi tốt nhất cho tất cả các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Về phần phân bố token, 50% sẽ dành cho đợt bán chính thức, 10% sẽ dành cho đội ngũ phát triển R&D, 11% sẽ dành cho marketing, 10% sẽ dành cho founder, 10% sẽ dành cho đội ngũ phát triển team. Về phần phân phối và sử dụng nguồn vốn, 30% sẽ dành cho sản phẩm và kế hoạch R&D, 20% dành cho marketing, 20% dành cho những công việc phát triển, 15% dành cho đội ngũ và 15% sẽ dành cho phần quản lý công ty. Dưới đây sẽ là các tính năng của mã thông báo, gồm có hợp đồng thông minh, tổng số phát hành, nền tảng duy trì khối lượng phát hành tổng giá trị đó là 2 tỷ, tự do chuyển nhượng. CGCX token sẽ được tự do chuyển trên nền tảng Ethereum. Hỗ trợ tất cả, CGTX sẽ hỗ trợ tất cả các loại ví Ethereum. Mã thông báo sẽ là ERC20 chuẩn. Mã thông báo CGCX sẽ trên giao thức chuẩn ERC20 trên chuỗi khối Ethereum. Hiện nay thì CGCX sẽ hiện diện ở trên đầu tiên. Đối với quý 2 năm 2018 sẽ phát triển Ấn Độ này, quý 3 sẽ sang UAE, Oman, Malaysia, Singapore, Indonesia. Và trong tương lai thì sẽ phát triển rộng rãi trên khá là nhiều nước. Bạn có thể tham gia cộng đồng Telegram của chúng tôi ở đây. Chương trình này thì đang dành cho Europe ngay bây giờ. Hoặc bạn có thể theo dõi trên các trang công cụ xã hội như Facebook, Twitter, Telegram, v.v. Dưới đây sẽ là phần dịch vụ của nền tảng CGCX, như là trao đổi tiền tệ, hợp đồng thông minh, giải pháp của người bán, nền tảng ICO. Phần trao đổi tiền tệ sẽ áp dụng cho tất cả mọi người. Sẽ có ứng dụng di động CGCX dành cho iOS và Android. Đây sẽ là phần dành cho giao diện dành cho người bán lẻ, giao diện dành cho người sử dụng cơ sở và người sử dụng bình thường. Dưới đây là hình ảnh giao diện của dự án này trên máy tính. Sẽ như thế này. Sẽ có những điểm chính về phần dự án CGCX. Bạn có thể giao dịch 24/7. Thỏa thuận thương mại sẽ theo thời gian thực. Giao dịch đa tiền tệ, liên tục sẽ bổ sung tiền tệ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tính năng của CGCX rất dễ giao dịch. Bạn có thể giao dịch bằng các loại tiền điện tử giống như Bitcoin, Ether, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin, Neo, v.v. Hoặc bạn cũng có thể trao đổi bằng tiền fiat. Bạn có thể trao đổi với Liquid Order Book. Dưới đây thì sẽ là vài thông tin nữa về dự án này. Làm thế nào để bạn có thể hoạt động? Thì nền tảng giao dịch sẽ dựa trên trình duyệt hiệu suất cao, cung cấp với một điểm nhập cảnh duy nhất cho các ca tương tác trên thị trường chính, như là người giao dịch này, phần thông tin. Cổng vào sẽ được kết nối với API, hệ thống quản lý đơn hàng, sẽ có kế toán, rủi ro, địa điểm. Bạn có thể quản lý tài sản như là theo dõi vị trí, số dư trong thời gian thực, giao diện với người giám sát bên ngoài. Rồi bạn sẽ có công cụ phù hợp với thông lượng cao và sẽ có thời gian giao dịch rất là nhanh.
Dưới đây đó là đội ngũ phát triển của CGCX. CEO đó là ông Alan Sawi. Ông Bumasia sẽ là phụ trách CFO. Ông Don sẽ là phụ trách CTO. Đội ngũ phát triển của CGCX cũng có rất là nhiều các thành viên khác. Dưới đây sẽ là một vài câu hỏi thường gặp về dự án này. Bạn có thể xem thông tin chi tiết ở đây. CGCX sẽ là người đầu tiên trong cuộc trao đổi tiền điện tử và sẽ có thời gian đó là 24/7. Bạn có thể thoải mái trò chuyện với chúng tôi và tham gia, sẽ giúp bạn có một không gian dễ dàng sử dụng và được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.